Thưa quý vị và các bạn, được thành lập cách đây 75 năm, Trường Trung học Phổ thông Việt Bắc là ngôi trường trung học đầu tiên của tỉnh và là một trong những trường trung học được thành lập sớm nhất ở vùng chiến khu Việt Bắc. Phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, 75 năm qua, nhà trường luôn tự hào là lá cờ đầu trong khối các trường trung học phổ thông của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và cho đất nước. Tháng 5 năm 1947, chỉ hơn một năm sau cách mạng tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi, tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, trường trung học Việt Bắc, nay là trường trung học phổ thông Việt Bắc được thành lập. Sự ra đời của nhà trường đánh dấu bước phát triển mới của nền giáo dục cách mạng, đáp ứng nguyện vọng học tập của con em nhân dân các dân tộc ba tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn thời bấy giờ. Suốt những năm tháng kháng chiến ác liệt, dù phải sơ tán qua nhiều địa điểm khác nhau, liên tục phải xây dựng, khôi phục lại cơ sở vật chất, nhưng chưa bao giờ thầy và trò trường ngừng nỗ lực cố gắng vượt mọi gian khó, vươn lên dạy tốt, học tốt. Chiến tranh đang ở giai đoạn ác liệt, không chỉ về đói, không chỉ về giết, mà có thể nói rằng là bom đạn. Thì thầy đang giảng, nhưng mà thấy máy bay một cái thì là học trò là ào đi một cái là tỏa đi bốn cái dao thông hào và trốn vào hầm. Trên trời thì pháo ta bắn máy bay ấy, nó bắn những cái mảnh xuống, bay rào rào quanh người. Cho nên trong lúc mà chạy như thế là phải đầu phải đội một cái mũ rơm. Thế rồi khi mà máy bay nó yên rồi thì bắt đầu là thầy trò mới lại quay trở lại cái lớp học. Rất là khó khăn. Các thầy đi dạy học là toàn đi đường đèo, đường núi. Nghèo nhưng mà rất là thương yêu, đoàn kết với nhau. Bộ giáo dục đưa ra cái khẩu hiệu là thầy dạy tốt, trò học tốt từ cái thời đó. Khi chúng tôi đi học thì trường còn đang ở chân núi Phay Vệ. Ngày xưa đi học gian khổ lắm. Sáng ra bụng đói vẫn đến trường. Mùa đông áo vá không giày dép, gót nẻ nhắm trên cỏ đậm xương. Phải nói là thiếu thốn đủ bề, nhưng mà trong hoàn cảnh ấy thì chúng tôi vẫn rất là tha thiết nâng cao cái tri thức của mình bằng cách là ham học. Sau nhiều lần sơ tán qua nhiều địa điểm, từ năm 1982 đến nay, trường ổn định đặt trụ sở tại số 72 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Suốt chiều dài lịch sử phát triển, trường Trung học phổ thông Việt Bắc luôn kiên định mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm qua, nhà trường đã chú trọng việc thực hiện đổi mới sáng tạo trong dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Trong đó, nhà trường luôn coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp, tốt nghiệp hàng năm đạt trên 90%. Số học sinh giỏi, học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đều tăng. Đã có học sinh đạt huy chương vàng tại cuộc thi quốc tế. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng hàng năm liên tục tăng. Nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác đã được biểu dương khen thưởng. Với những thành tích đã đạt được, nhà trường đã được nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, Trường Trung học Phổ thông Việt Bắc vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đón bằng công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, khối trường Trung học Phổ thông do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng. Tự hào là học sinh của trường Trung học Phổ thông Việt Bắc thì chúng em luôn cố gắng học tập và rèn luyện, xứng đáng là học sinh của mái trường mang tên chiến khu cách mạng giàu truyền thống. Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học Phổ thông Việt Bắc quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp như đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cái nhiệm vụ giáo dục toàn diện cũng như là việc nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục để đưa nhà trường thành đơn vị dẫn đầu trong khối các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Lấy niềm tự hào và những giá trị truyền thống làm điểm tựa, lấy sức sáng tạo của hiện tại làm sức mạnh vững bước vươn xa, trường Trung học Phổ thông Việt Bắc quyết tâm giành được nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài,
xứng danh mái trường mang tên một chiến khu cách mạng và xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền địa phương, của ngành giáo dục và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.